Chào bố phượng nào. Wow. Wow.
hai đầu bé như cái còn. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo người ta để xuống đi xuống rồi xuống cái hầm mỏ luôn, cho các bạn biết được vị trí của nó rồi đấy. Rồi here we go. Mình nhanh giấu vị trí nó trên này rồi nên là cứ đi tìm, còn mà không thấy thì có thể là mình sẽ tìm. Ngu đấy, lắp lại cái này nha. Rồi. Rồi. Một cái đuốc. Thấy không? Thấy không? À, đừng. Rồi, thank you. Rồi, mình có thêm. Mình có thêm vị phá đám. Nắm này với con chồng, không biết con phạt chế được không nhỉ? Chắc không được. Rồi, tao biết mày rồi, con lừa. Mình ngu đến nỗi tay xuống luôn. Vãi gì khác kìa. Bóp. Bóp. Thế rồi. Rồi. Thì đi đến khu mỏ nào. Rồi mình xem cái chỗ nào nữa nhỉ. Nó là dưới một cái gốc cây dương. Mình đánh đâu đó. Rồi chị thật năng lắm này về phai chế đồ luôn. Hay dạ. Nó ở đâu ta? Nó giữ một cái gốc cây. Mình làm một cái hố đánh dấu để rồi. Biết thế mình cắm luôn từ tộc. Mình lỡ. Mẹ đã tìm mòn cái mắt luôn các bạn. À đây. À còn có mang cái bàn này. May quá. Giờ nếu này. Bây giờ phải đập nè. Cái bàn chế tạo làm cái cái thẻm đá. Rồi mày bác cũng mang cái thẻm. Rồi để ở đây coi như là biết rõ luôn. Đào xuống luôn nhé. Có vẻ làm chán nè. Thôi đang phải được khu mỏ là tốt lắm rồi. Nhìn thôi. Nếu gì thì có khả năng tìm được. Ok nhẹ đâu vậy. Anh đu nghe tay xuống. Rồi xong bye bye cuộc đời. Yeah.
Ok, cho mình ở đây chút cái đồng nghiệp hồi trước nhỉ. Thì hư cấu. Có gì đây không? Từ từ đây. Cắm nước xung quanh cho nó an toàn. Ok. Em lưu đi. Về nhà em chan đồ rồi. Hoa. Một tầng có bao nhiêu mà có bạn nữa này. Mình chào ban tầng. Chả có gì đây thôi. Đây cái kia. Thế là cho những ai mà không biết, cho những ai không biết thôi nhá, ok, là cúc vàng nó đàn nhanh hơn cúc cường ocean. Từ mẹ ta đang nói là cái thằng này nghĩ ra đúng rồi nổ. Vâng, nó tổng thành này luôn. Ok, không có gì đây, mình đã phí à, phí công công sức à. Rồi sau mình sẽ làm tận đào một cái mỏ luôn để khai tham gia mỏ hoài là được cái gì đúng không? Rồi sau tự làm cái mỏ bây giờ về như thế nào trời, hay là mình thôi. Đây đúng không ta? Đây rồi. Ok, và xin lỗi nhé, có khách gọi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Wow, có một cái hàng ở đây. Hai lại ngọc du linh không rồi, mình sẽ làm hết đông tắc đây đi, mai kiểu này hơi mệt đấy, thì cúc mình chắc không chịu nổi nữa rồi. Mới lại có khách bấm dù mẹ sẽ tưởng bố mẹ về không một xin đi chết nó coi như mình đi mãi gì hết nhá. Có là ba ở đây. Ui, nó anh công nhận cái khác ở chỗ này kia đó. Mày xuống nó sao không ta? Thôi, có phòng bóng sắt này rồi, tôi khác về. Không tin được về đường vào nhà. Văn thành đi. No! Tao chưa lấy xong sách. Thì người ta lấy xong rồi cùng mày nó làm gì vậy anh? Tẩu khổng. Đơ mơ. Dòng nước chết tiệt. Rồi. Ăn đài. Yeah. Bây giờ mình sẽ in channel. Để tặng đây. What? Thôi bỏ đi. Cái điều kiểm soát, kiểm soát chậm hỏng. Rồi cũng bỏ đi nhé. Out. Là được chia tay.
nó lời lẽ rồi. Quên chồng rồi là cái thanh niên. Thanh niên chắc linh hồn như nó có linh hồn thật. Đúng không? Bức tượng cực kỳ đúng. Ôi. Vâng. Quay được khoảng 15 phút rồi. Có lẽ giờ mình nên làm thêm một cái lò lông nữa là nhanh. Một cái lò lông nữa coi như là nó cũng tốt hơn. Tốt hơn là một cái đúng không? Ba cái luôn đi. Rồi mình sẽ nâng cấp nhà. Một cái đấy là đâu? Sợ là ở đây nó có cháy không nhá, mình sợ là cháy nhà á. Hy vọng là không. Rồi mà. Sát, rồi. Ủa. Để coi nào. Có mắt nhẹ không? Có, đây quá. Mắt nhện lên men làm như nào quên rồi. Chả biết như là hình như mắt nhện lên men nó làm cái của nào ta quên rồi, con nấm này. À, có đường nữa. À, có đường. Đúng đi, đúng rồi. Họ bảo phát hiện lên đây là làm được cái gì lại. Thôi có lẽ là mình nghiên cứu sau đi. Bây giờ mình chào bạn. Bây giờ làm gì đây? Hay các bạn này làm gì? Làm gì? Hay đi đào. Đào kim cương đi. Để mình coi. Thì hôm trước đây có là ngã một cú hơi đầu. Ok, rõ rồi vậy. Ao. Cái nào ta? Nó ngay chỗ nào á. Như nó là cố gắng cần bao nhiêu đây, cần 39 thì còn lâu. À đủ đào xuống này má hay á. Rồi mình biết tạm hoài lại có bao nhiêu đó xuống theo mình nghĩ chết người đó có sắt. Các mình có nghe tiếng con skeleton á. Đó, con sắt. Sắt, sắt. Tôi cố gắng là xuống rồi xuống tầm bao nhiêu rồi. Đã đủ.
mình sẽ bắt đầu tour nhanh vào khung này. Ok. Cương. Và nếu như thích thì hãy like và share để ủng hộ mình nhé. Ok, bye bye.